Thưa quý vị, Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già của dân tộc Việt Nam, người luôn sống mãi trong sự kính yêu vô hạn của nhân loại thế giới và của nhân dân Việt Nam, không chỉ bởi sự kiệt xuất mà còn bởi tình yêu của người dành cho nhân dân, cho từng mảnh đất và cho cỏ cây hoa lá. Tiết mục múa những bông hoa trong vườn Bác thay cho lời biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam mà các nghệ sĩ tới từ tổ dân phố Cửa Đồng gửi tới chương trình đêm nay. Xin một tràng pháo tay thật to để chào đón họ ạ. Ngào hương bay càng nhớ về
Xin phép đội múa ở lại sân khấu một chút ạ.